bạn, tôi là Minh, chuyên gia guitar tại Viettel Music Center. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm limited mà trên thế giới rất ít người được sở hữu nó. Đó là Effect Roland VG99, Foot Controller FC300 và guitar điện kỹ thuật số Fender Power by Roland. Guitar điện kỹ thuật số sử dụng pickup kỹ thuật số Roland và nó kết nối bằng cổng GK3 với 13 chân, cho phép bạn loại bỏ 100% tiếng ồn noise từ môi trường bên ngoài. Và nó còn có thể truyền nhận tín hiệu MIDI, tức là không chỉ tín hiệu analog của guitar mà còn có tín hiệu MIDI. Tín hiệu MIDI cho phép bạn tạo ra các loại tiếng đặc sắc mà chỉ riêng các thiết bị kỹ thuật số của Roland mới có thể tạo được. Ví dụ như tiếng synth, tiếng keyboard, tiếng violin, saxophone. Sản phẩm FC300 có thể sử dụng được bằng pin hoặc adapter. Nhưng riêng trong bộ sản phẩm này, bạn chỉ cần kết nối FC300 với VG99 mà không cần phải sử dụng thêm pin hay adapter gì cho Foot Controller này. Thiết bị VG99 tự cấp điện cho FC300 rất tiện lợi. Foot Controller FC300 có tích hợp rất nhiều pedal để cho chúng ta sử dụng. Bạn có thể điều khiển được volume bằng pedal Express 2. Và pedal Express 1, bạn có thể dùng để điều khiển effect. Bạn có thể chuyển tiếng dễ dàng bằng cách sử dụng các pedal trên Foot Controller FC300 và cũng như là chuyển băng. Và còn nhiều chức năng thú vị khác nữa. Bạn cũng có thể kết nối Foot Controller FC300 với các thiết bị effect khác của Boss, Roland như GT100, GR55, ME80 chẳng hạn, để dùng khi biểu diễn hoặc sử dụng trong phòng thu. Với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số này, bạn không cần phải chỉnh từng giây, bạn chỉ cần bấm nút tuner và rải một lần và chỉnh một lượt 6 giây cùng một lúc để tiết kiệm thời gian chỉnh giây của bạn. VG99 tích hợp đến 400 tiếng, trong đó có nhiều loại tiếng của rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau mà bạn có thể chọn lựa và chỉnh sửa. Ví dụ như tiếng guitar bass, tiếng piano, tiếng violon, tiếng saxophone, vân vân. Và VG99 còn được trang bị mắt thần. Đây là một điểm mạnh nổi trội khiến cho nó trở nên ưu việt. Và sau đây là một số ví dụ để các bạn tham khảo. Số của Roland mới có, ví dụ như tiếng synth của keyboard.
Freeze. Tôi là Minh, xin chào và hẹn gặp lại.